Ngồi dưới. Ngồi dưới. Đây đây. Hả? Cầm kìa. Ông ơi, ông đừng có giết chồng tôi. Ông muốn gì tôi cũng chịu. Ra tôi giết ông liền đó. Dạ. Ở cái sắt. Dạ. Ở đây. Dạ. Để lên. Dạ, dạ. Ừ, nhận, nhận, nhận. Nhận. Ông mà là tôi giết ông liền. Nhận lên. Dạ, dạ. Ở hết ra. Dạ. Nhận đi. Lấy 50 triệu. À, dạ. À, ông nói bao nhiêu vậy? 50 triệu. Dạ, dạ, dạ. Biết hả? Dạ, dạ, dạ. Ở đằng kia. Ông ơi, ông ơi. Ra lên tôi giết tiền đó. Đêm hôm qua, nhà của một giám đốc công ty tài chính bị cướp, tụi bay có biết không? Dạ, em đâu có biết đâu. Em cũng không biết. Suốt ngày tụi bay chỉ lo ăn nhậu và gái gú thôi à, không biết cái gì hết. Báo công an mới đăng ngày hôm qua đó. Em cứ tưởng chuyện gì lạ, chứ báo công an ngày nào nó cũng đăng mấy chuyện này hết á. Mà tự nhiên đại ca quan tâm mấy chuyện giặt giảnh này chi vậy? Tao không quan tâm mấy cái chuyện này, nếu nhà ông ta không nằm cạnh nhà tao. Đại ca nói nằm cạnh, không lẽ là nhà ông Lý? Làm gì có. Nhà ông Lý kính cổng cao tường vậy, mấy lớp cửa đào, lại còn nuôi chó bạc rê, thằng nào mà vô cho được. Đó không phải là trộm mà là cướp. Nó kề dao vào cổ ông Lý, bắt ổng tự mở két sắt rồi lấy tiền đưa cho nó. Qua thiệt hả đại ca? Nếu vậy thì tên này quá siêu rồi. Tóm lại, tao không muốn có đứa hoạt động trong địa bàn mà tao quản lý mà không cho tao biết. Hai thằng tụi bay lập tức điều tra xem thằng đó là ai, từ đâu tới, và dạy cho nó biết đây là đất của tao, không phải muốn làm gì thì làm. Rõ chưa? Đại ca yên tâm đi, trong vòng ngày mai em sẽ dắt nó về để đại ca trị tội nó. Bây giờ chú còn ngồi ở đây. Đã hơn 12 giờ đuổi rồi, chú còn chưa đi ăn cơm nữa. À, chú không có đói. Cháu đi ăn về rồi đó hả? Dạ. Chú lại mất ăn mất ngủ vì sắp hồ sơ vụ án đó rồi. Chưa đầy một năm, trên cùng một địa bàn lại liên tiếp xảy ra hàng chục vụ án và thủ đoạn giống nhau, thì làm sao mà chú ăn ngủ cho được chứ? Cháu biết chú lo lắng, nhưng mà dù sao chú cũng phải lo giữ sức khỏe nữa chứ. Chứ lúc này chú mà bệnh là mệt lắm đó. Có lẽ đã đến lúc phải lập ban chuyên án cho vụ này rồi. Cháu thử nghĩ xem có đáng chú ý không? Vụ nào nạn nhân cuối cùng cũng chính thức từ chối làm thủ tục tố cáo. Chú, nếu lập ban chuyên án mới, chú cho cháu theo với nha.
gan dở gì kỳ vậy? Có biết là nguy hiểm chết người không? Tôi giỡn mà em. Giỡn nè. Mẹ mày dám muốn tao hả? Hai người muốn cái gì? Tao muốn lấy cái vỏ và chiếc xe của mày được không? Thì ra tụi mày là cướp hả? Mẹ mày. Vậy. Hiếp trách phụ nữ hả? Chạy. Cô ơi, cô có sao không? Cô. Cướp. Tôi bị cướp. Anh có biết tại sao ba lại kêu anh em mình đi dạo biển đêm không? Sao anh biết được? Thôi, không có ba gì ở đây hết á. Em chỉ giỏi gạt anh. Em gái của anh rành quá mà. Nghĩ sao mà anh nói em gạt anh chứ? Đương nhiên. Đi dạo biển đêm á hả? Làm cho mình có cảm giác giống như là biển là của mình vậy đó. Còn đi dạo biển mà đi buổi sáng á hả? Đông người thấy mồ đi thì đâu có thú vị nữa. Trời ơi, con gái đúng là nhiều chuyện thiệt luôn á. Người ta đi biển đông thì mới vui, còn đi biển đêm á, em nhìn đi, tối thui à, có thấy gì đâu vui. Kệ em. Ủa vậy thì thôi đi. Sao anh hay lẻo đẻo đi theo em làm gì vậy? Hay quá ha. Em con gái đi dạo biển đêm một mình nguy hiểm. Anh phải đi theo bảo vệ em đây nè. Cái gì? Bảo vệ em? Anh ơi, đứng lại đi. Anh chưa có được về đâu. Làm gì? Bệnh viện đã cứu chữa cho cô ta rồi mà. Tôi ở lại làm gì? Anh phải ở lại để chờ lấy lời khai của công an nữa chứ. Lời khai gì chứ? Thì lời khai anh gặp cô ta ở trong hoàn cảnh trời nào? Trời đất ơi, tôi đã nói với cô với mọi người rồi. Tôi đi làm gì ngang qua thấy cổ ngất xỉu bên vệ đường. Tôi làm phước mang vô bệnh viện thôi. Lát nữa công an có tới thì cô cứ nói y chang như vậy là được rồi. Chứ tôi ở lại làm gì cho phiền phức. Biết đâu chừng anh đụng cô ta ngoài đường thì sao? Cô ăn nói ngang ngược gì hả? Tôi đụng cô ta hồi nào? Anh đụng cô ta ngoài đường thì sao tôi biết được? Cô vừa phải thôi nghe. Anh đứng yên ở đó, đây là quy định của bệnh viện. Tôi mặc kệ cái quy định của bệnh viện cô. Chị ấy có điện thoại. Của ai vậy? Của bệnh nhân ở trong phòng á, cứ reo hoài em không biết là ai gọi nữa. Thì cô nghe giùm cô ta đi, lỡ ba người nhà cô ta gọi thì sao? Chị nghe đi, em mới vào làm việc em không dám làm càn đâu. Trời ơi, có vậy thôi mà cũng lâu lắc quá đi. Alo, tôi nghe đây. Không phải tôi chứ không phải con gái của ông. Cái gì, con gái của ông hả? Đang cấp cứu trong bệnh viện kìa, vô liền đi, vậy cũng lâu nữa. Nè, đã nói là anh không được đi rồi mà. Ba đi xuống dạo biển với con với anh hai đi ba. Ba có một tin này không vui muốn báo cho hai đứa. Chúng ta chuẩn bị về thành phố. Ủa? Về hả? Nhưng mà mình mới ở đây có một ngày thôi mà. Đúng rồi đó ba. Lâu lắm rồi mình mới có dịp đi chơi. Mình đặt khách sạn tới 3 ngày lận mà. Tại sao phải về vậy ba? Về tới về lui mấy lần rồi. Mới có chuyến du lịch này với hai đứa. Ba cũng muốn ở lại nhưng mà không được con à. Có chuyện gì vậy ba? Có công tác đột xuất. Cấp trên kêu ba về gấp. Đột xuất, lúc nào cũng vậy hết à. Được nghỉ phép có mấy ngày thôi mà hả, cũng không yên nữa. Cấp trên của ba kỳ quá. Nè, chú ấy cũng là vì nhiệm vụ chung thôi, đừng trách chú ấy. Ba, chắc là phải có chuyện gì đó quan trọng lắm nên chú Đặng mới kêu ba về gấp như vậy. Ba cũng nghĩ như vậy. Ba, sao con nghi chuyện này có liên quan tới vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Châu quá. Ủa, vậy là sao? Vậy là anh hai cũng đi về luôn hả? Về đi em, chuyện này nghiêm trọng mà. Mỗi lần nhắc tới vụ cướp á, là ba với anh hai lại bỏ rơi em à. Thôi đi. Thủ tục cái quái gì không biết nữa. Cô y tá cho tôi hỏi thăm, bệnh nhân Dương Thị Cẩm Tú đang nằm ở phòng cấp cứu này phải không cô? Dạ, từ hồi chiều tới giờ con không có nghe nói tên Cẩm Tú trong danh sách cấp cứu. Gì? Không có. Rõ ràng là hồi nãy tôi nhận được tin báo của bệnh viện, nói con tôi đang bị thương nặng, đưa vô bệnh viện này cấp cứu mà. Sao không có được? Bị thương nặng cấp cứu? À, con của chú có phải là cô gái trẻ 20 mấy tuổi không ạ? Mới được đưa vào đây. Đúng, Cẩm Tú con của tôi đó. Cô gái đó làm sao rồi cô? Cô nằm ở trọng á, vô thăm liền đi. Ủa,
Làm sao anh biết? Thân nhân tới rồi, thôi tôi về nha. E là chưa được đâu anh, công an sắp đến rồi. Trời ơi, tôi nói bao nhiêu lần cô mới tin đây. Tôi không có gây tai nạn cho cổ. Tôi đi làm ra cái tôi thấy cổ xỉu giữa đường, cho nên là tôi mang cổ vô bệnh viện thôi. Cậu là người đưa con gái tôi vô bệnh viện đó hả? Đúng vậy. Tôi không cần ông xúc động hay mang ơn gì đâu. Tôi ra ơn bắt cầu báo. Trời đất ơi, ông làm gì vậy? Xin hai người giữ trật tự. Nè, tôi cứu con ông. Ông không cảm ơn thì thôi, sao ông đánh tôi chứ? Cứu người, thứ giang hồ chợ búa như mày mà còn biết được hai chữ cứu người nữa hả? Nè, có phải mày đua xe lạng lách đụng phải con gái tao phải không? Ông nói cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi đụng con gái ông hả? Mắc mới gì, tôi đâm đầu vào đây đập bạn à? Mày không có ngu dại đâu. Mày thừa biết tao là một thương gia giàu có mà, ha? Mày định thừa nước đục thả câu á để mày kiếm mớ tiền chứ gì? Ông mày anh tới rồi. Là anh ta, đây là người đã đưa cô gái tới bệnh viện. Chúng tôi cần được nghe lời khai chi tiết từ anh, mong anh vui lòng hợp tác. Muốn bắt thì bắt đi, không cần gian qua đâu. Chúng tôi mời chứ không phải bắt, mong anh vui lòng hợp tác. Mời anh. Được thôi. Nè, con gái tao mà có chuyện gì á, tao không để yên mày đâu. Chưa gì mà chú đã đánh người ta rồi. Lỡ anh ta là người tốt thì sao? Tốt cái gì? Thứ giang hồ bụi đời này á, mà tốt cái gì mà cô lo? Lần lựa mãi mới thu xếp được chuyến du lịch với hai con, vậy mà bị tôi kêu về. Ông không giận tôi chứ? Anh nói như tôi mới quen anh ngày đầu vậy. Tôi hiểu anh quá mà. Nếu không có gì quan trọng thì sẽ không bao giờ anh kêu tôi về một cách đột xuất như vậy đâu. Đúng vậy. Tình hình hiện tại không những nguy hiểm nghiêm trọng mà còn cấp bách nữa. Ta đang gặp loại vụ án hàng loạt, phải chặn đứng ngay, không để thành dư luận. Thôi, chúng ta vô họp đi. Mọi người đến sớm hay là tôi đến muộn đây? Thủ trưởng thì làm sao mà đến muộn được. Chẳng qua là tại tụi con nôn nóng quá cho nên mới đến sớm mà thôi. Có tinh thần trách nhiệm như vậy là rất tốt. Chúng ta vào cuộc họp thôi. Ngồi xuống đi. Dạ. Trước tình hình hàng chục vụ cướp xảy ra liên tiếp một cách giống nhau trong khu vực N, cấp trên đã quyết định thành lập ban chuyên án để điều tra và tìm bắt tên cướp có tên gọi là Cảnh Tinh. Và người được đề bạt làm trưởng ban chuyên án lần này là đồng chí Sĩ Đông. Cấp trên thật là sáng suốt. Mấy vụ bắt cướp này chú Đông là người có kinh nghiệm nhiều nhất. Tôi ngưỡng mộ chú Đông cũng lâu lắm rồi, chờ đợi hoài hôm nay mới có cơ hội hợp tác. Hy vọng sẽ được học hỏi nhiều hơn nữa. Đây là toàn bộ hồ sơ tài liệu được thu thập tại hiện trường vụ án. Các đồng chí nghiên cứu xem có phát hiện được gì thêm không? Được anh và cấp trên tin tưởng, tôi hứa với anh sẽ phá vụ án này trong thời gian sớm nhất. Tốt. Bây giờ chúng ta đi sâu vào phân tích vấn đề đi. Dạ. Cẩm Tú, trời ơi, lại trời, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Ba, con đang ở đâu vậy ba? Chắc là vết thương của con nặng quá, làm con quên hết rồi. Ngày hôm qua con bị đụng xe. Con bị đụng xe hả? Tuy vết thương khá nặng, nhưng mà hôm qua bác sĩ khám, bác sĩ nói là chỉ bị phần mềm mà thôi, không có nguy hiểm lắm, thôi con đừng có lo. Không, con không lo, nhưng mà cái chuyện con bị đụng xe... Con muốn nhắc tới thằng khốn hôm qua chạy ẩu đụng con đó hả? Con cứ yên tâm đi. Ba thay con mắng nó một trận rồi. Không những vậy, ba tát nó vô mặt một cái, ba mới hả dạ đó. Hả? Thằng khốn đụng con? Ba nói gì vậy? Con đâu có bị đụng xe đâu. Con bị cướp giật mà. Ăn cướp? Nói vậy thằng đó là ăn cướp hả?
Trời ơi Thảo nào, cái mặt thằng đó là tướng cướp. Hèn chi, nhìn cái mặt thằng đó có cái thẹo dài thấy ghê luôn vậy đó. May là công an kịp thời tóm nó rồi. Ăn cướp với thẹo dài nữa hả? Ừ. Chạy hiếp đất phụ nữ hả? Ý. Cô ơi, cô có sao không cô? Tôi bị cô ơi. Cô. Cẩm Tú. Cẩm Tú. Trời ơi ba ơi, ba hại con rồi đó. Hả? Ba hại? Mà hại con cái gì? Người ta đâu phải là ăn cướp đâu. Người ta là ân nhân, là người hùng của con đó. Ba có biết không vậy? Ân nhân? Người ta đã cứu con đó. Ba không biết ơn thì thôi, đã vậy ba còn mắng chửi đánh đập khi dễ người ta nữa. Ba đâu có biết đâu. Ai biểu mặt ngoài của nó nhìn cô hồn lắm. Nó có một cái thẹo nhìn to phát ghê luôn vậy đó. Ơ kìa kìa kìa, con có đi đâu vậy? Con đi kiếm người ta để xin lỗi nè. Trời ơi, con chưa có khỏe, con nằm đó đi. Chút xíu nữa ba tới đồn công an á, ba bảo lãnh cho nó, rồi ba tìm cách xin lỗi nó luôn. Ba phải tìm cách nói cho khéo khéo đó. Ba nửa đời lăn lóc với thương trường, không lẽ ba không biết cách dỗ dành một thằng con trai sao mà con lo. Con yên tâm đi, ba không những xin lỗi, ba còn tìm cách á đền ơn và hậu tạ cho cậu ta nữa. Được chưa? Ba, vậy ba đi nhanh nhanh về mau nha. Ừ. Luật sư Thiên Tân. Hả? Cậu khoan đi đã. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Ơn đức của luật sư vợ chồng tôi không biết khi nào mới trả được. Ông đừng có nói hai chữ ơn đức ở đây, tôi không dám nhận đâu. Với lại tôi chỉ làm tròn trách nhiệm luật sư của mình thôi. Còn con ông bà không có tội thì trắng án là chuyện đương nhiên mà. Tôi biết luật sư là người trọng tình nghĩa, giúp người không mong đền đáp. Như vụ án này rất là phức tạp, rất là rối rắm. Không ai dám nhận ngoài luật sư hết. Tôi đã tính phí hết rồi, cho nên ông không cần phải áy náy nha. Khoan, hôm nay thằng con tôi nói được trắng án. Gia đình có đặt một bàn tiệc trong nhà hàng. Gia đình rất mong luật sư nể mặt đến chung vui với hai vợ chồng tụi tôi. Cảm ơn ông bà. Tối nay tôi bận việc rồi, hẹn dịp khác nha. Luật sư, luật sư. Chào thầy. Bị gì vậy trời? Chào em. Xe thầy bị hư sao thầy? Thầy cũng biết nữa. Chiếc xe của thầy á, nó cà rịch cà tàn à. Chắc tại nó cũ quá. Để em đạp phụ cho thầy. Xe ơi, tao lại mày đó. Mày cũng muốn hư thì mai hư, tao đang có chuyện gấp mà. Thầy ơi, xe hư thiệt rồi, hay là mình dắt tới tiệm sửa xe đi thầy. Chắc là phải vậy rồi. Dạ, để em đi chung với thầy. Cảm ơn em. Thành ơi, mình biết hôm nay là ngày cậu cưới vợ, nhưng mình không tới được đâu. Tại vì bữa nay mình có một cuộc hẹn rất là gấp. Ngàn lần xin lỗi cậu nha. Không được. Cuộc hẹn này rất là quan trọng với mình. Thực sự thì bây giờ mà cậu có giận mình á, mình cũng chịu thôi. Chưa gì đã cúp máy rồi. Chắc là giận lắm đây. Mà nghĩ cũng đúng thôi, đời người có vợ có một lần mà. Thưa tổng giám đốc,
Bây giờ chỉ mới 11 giờ thôi à? Nếu muốn anh có thể tới dự đám cưới. Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Cuộc hẹn hả? Cuộc hẹn nào? Dạ thì với đối tác Hoàng Kim mà. Cái hẹn này lúc nào? Sao tôi không biết ta? Thưa tổng giám đốc, cuộc hẹn này em mới lên cho anh chiều hôm qua. Sáng nay em cũng đã trình cho anh xem rồi ạ. Thực sự thì lúc sáng tôi bận quá, tôi chưa kịp xem. Vậy cuộc hẹn mà tổng giám đốc nói không phải dành cho đối tác Hoàng Kim sao ạ? Nếu là cuộc hẹn dành cho đối tác thì tôi đã sớm dời lại để đi đám cưới người bạn mình rồi. Nhưng mà không sao, cô hẹn lại cuộc gặp đó đi. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. À, chiều nay tôi nghỉ một buổi, cô đừng gọi cho tôi nha. Tôi không bắt máy đâu. Dạ. Qua tôi dặn cô đã đặt xong chưa? Dạ em đặt rồi nhưng mà người ta chưa đem tới. Sao lê mê vậy? Dạ thưa tổng giám đốc, chút nữa em gọi điện thoại kêu họ mang tới liền. Nhanh lên nha. Dạ.